Xin chào nhà, đây em có hai con đồng hồ Daiseo thương hiệu của Ý nha. Đó, máy của nó là máy Nhật cả nhà. Nè, rất là đẹp nha. Rất là hầm hố luôn. Nguyên zin nha. Đó, zin nguyên bản từ dây vỏ, khóa này kia, đẹp keng nha cả nhà. Đó, kính không một vết xước luôn. Ba con đều chạy cơ chế là ba kim, ô lịch gốc 3 giờ nha. Thì con này là nó có thêm cái đồ có kính lúp á, lúp lịch nè. Đó, kim cọc nung xanh. Còn này mấy kim cọc rồi có dạ quang hết nha. Đó. Con này size 43, con này size 44 nha cả nhà, nhưng mà càng chỉ có 50 thôi, tay 16 thoải mái luôn. Đây, dây khóa nguyên rin nha, rất là đẹp. Ở đằng sau có hình anh khổ dân. Đó. Này làm thương hiệu logo của Daiseo nha cả nhà. Đó, rất là độc luôn, nấm rin nè, bao đẹp luôn, giá rất là yêu nha. Con này cũng vậy nè cả nhà. Đó, rất là hầm hố luôn, cá tính nha. Nấm rin, khóa rin luôn, dây rin luôn. Mấy con này giá mới cũng rất là cao nha cả nhà, mà giá cũ thì cực kỳ yêu luôn, không một vết xước nha, dạ quang sáng luôn. Rồi em mời cả nhà nha.